Tháng 10 năm 2019, trường Đoàn Thị Điểm cơ sở 2 mới có đầy đủ giấy phép chấp thuận bổ sung thêm 2 cấp, tiểu học và trung học cơ sở, nhưng trường đã đào tạo tại cơ sở này từ năm 2012. Đại diện lãnh đạo nhà trường cho rằng đó là lỗi về thủ tục hành chính, do không có cơ quan nào nhắc nhở nên lãnh đạo trường không biết để hoàn thiện. Như đã thông tin trước đó, trường Đoàn Thị Điểm cơ sở 2 tại phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép nhưng đã tổ chức tuyển sinh và đào tạo hai cấp học là tiểu học và trung học cơ sở từ năm 2012 đến nay. Theo đó, đến năm học 2019-2020, số học sinh trung học cơ sở đã chuyển về học tại trường Trung học Phổ thông Đoàn Thị Điểm cơ sở 2 ở Cổ Nhuế là 44 lớp. Trong đó, có từ lớp 6 đến lớp 9 với tổng số 1.255 học sinh. Đối với cấp tiểu học, năm học 2012-2013, trường tiểu học Đoàn Thị Điểm Hà Nội có 7 lớp học tại cơ sở 2 Cổ Nhuế với 193 học sinh. Đến năm 2019-2020, số lớp tăng lên thành 28 lớp với 870 học sinh. Suicide Group, nhà kiến tạo phong cách sống thời thượng. Như vậy có thể thấy, từ năm học 2012-2013 đến năm học 2019-2020, tại cơ sở 2 vẫn chưa được cấp phép đào tạo các bậc tiểu học và trung học cơ sở, mà đến tận tháng 7 năm 2019, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội mới có công văn số 2758 chấp thuận về việc bổ sung thêm cấp tiểu học và trung học cơ sở để thành lập trường liên cấp Đoàn Thị Điểm cơ sở 2 tại khu đô thị Bắc Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Trao đổi với phóng viên về vấn đề này, ông Đặng Quốc Thống, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Hiệu trưởng Trường Đoàn Thị Điểm thừa nhận có hoạt động đào tạo khi chưa có giấy phép đối với hai cấp tiểu học và trung học cơ sở tại Trường Đoàn Thị Điểm cơ sở 2 từ năm 2012 đến nay. Trong 8 năm rồi không ai nhắc nhở mình về cái chuyện là cần hoàn tất cái thủ tục. Và mình công nhận là sau này đến khi mà năm 2019, khi bọn mình tuyển sinh, thì khi đó mới rộ lên vấn đề là trường tiểu học và trường trung học cơ sở đã đào tạo ở cái địa chỉ và trường này. Cái đó quả là ngạc nhiên, bởi đã 8 năm không một ai nói gì, kể cả phòng, kể cả sở và kể cả thành phố, không một ai nói gì về cái chuyện đào tạo không phép hay có phép. Còn nếu mà có người mà nhắc thì bọn mình làm có vấn đề gì khó khăn gì đâu, chỉ làm một cái báo cáo, một cái tờ trình lên, có vấn đề gì đâu, khó khăn gì đâu, đúng không? Còn mình quan trọng cấp gì đó. Vậy thì ở đây nếu có sai sót thì sai sót ở vấn đề thủ tục hành chính. Mình nói từ giờ làm việc với đại chị Hương ở quận Bắc Từ Liêm, mình nói rằng đúng ra là trách nhiệm của quản lý hành chính, và vì không có văn bản, lẽ ra các chị quản lý, các chị phải thông báo với mình là các chị làm một văn bản thì chúng tôi đang văn bản có căn cứ. Chính khi nó rộn lên rồi mình làm tài chính. Và ngày 2 tháng 7, Sở Giáo dục và Đào tạo đã đồng ý cho bọn mình bổ sung. 2 tháng 7 năm 2019, đồng ý cho mình bổ sung. Cũng theo ông Thống, bằng cấp và kết quả học tập của học sinh được đào tạo tại cơ sở chưa được cấp phép vẫn đảm bảo do chỉ là một trường và chỉ là gửi học sinh sang học để tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh. Chỉ có một đội tuyển sinh, chỉ có một ban giám hiệu, chỉ có một đội tuyển trị nằm ở cơ sở chính thức được cấp phép, đó là 48.000 và bằng cấp là do Sở Giáo dục Đào tạo. Nhà trường có cấp gì? Nhà trường làm sao có quyền cấp bằng, đúng không? Và vẫn ở trên cái địa chỉ ở bên 48.000, và do vậy là lại không sai bất kỳ một gì về đây. Nhưng mà mình học ở đây chỉ là học gửi thôi, học gửi, bọn gửi để học sinh ra đây học. Liên quan đến việc cấp phép đào tạo ở một địa bàn nhưng lại gửi học sinh đi học và hoạt động hoàn toàn ở địa bàn khác thì do ai quản lý và có vướng mắc gì thì bà Nguyễn Thị Hương, trưởng phòng giáo dục và đào tạo quận Nam Từ Liêm cho biết. Thực ra mình nói sai phạm ở đây thì không sai phạm. Bởi vì là cơ sở 2 thành lập từ lịch sử huyện Từ Liêm trước đây. Đấy, thế cho nên là nếu mà nói sai phạm thì không. Đối với phòng Bắc giáo dục, phòng Bắc Từ Liêm cũng đã mời ban giám hiệu nhà trường, phòng Nam cũng mời. Thế và nhà trường cũng có hứa là cũng xin báo cáo là để thành lập một trường thì thực ra là nó cũng phải chuẩn bị đầy đủ tất cả các điều kiện thiết yếu nhất. Cho nên là đến nay thì nhà trường cũng đã chuẩn bị về cơ bản là cũng đã đáp ứng được cái vấn đề đó và đang làm đề án rồi.
Theo tìm hiểu, vào năm 2014, sau khi tách huyện, quận Bắc Từ Liêm có mời trường tiểu học và trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm lên làm việc và yêu cầu nhà trường chuyển học sinh khối tiểu học, trung học cơ sở về đúng địa điểm được cấp phép tại quận Nam Từ Liêm. Nhà trường có gửi văn bản để xin chấp thuận sử dụng cơ sở vật chất tại trường Đoàn Thị Điểm cơ sở 2, nhưng quận Bắc Từ Liêm cũng không đồng ý. Phải đến ngày 25 tháng 10 năm 2019, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội mới ra công văn thống nhất bổ sung cấp tiểu học và trung học cơ sở để thành lập trường liên cấp cho trường Đoàn Thị Điểm. Trước sự việc này, dư luận đặt ra nhiều nghi vấn, phía nhà trường đã đưa ra nhiều lý do biện minh để trì hoãn và tiếp tục hoạt động chui từ năm 2012. Vậy liệu học gửi ở một nơi chưa được cấp phép như vậy thì bằng cấp, kết quả học tập của học sinh có thực sự được đảm bảo hay không? Việc hiệu trưởng trường nói rằng 8 năm liền không ai nói gì về việc cấp phép hoạt động đúng hay sai. Trách nhiệm của cơ quan chức năng quản lý mà cụ thể là phòng giáo dục và đào tạo của hai quận Nam và Bắc Từ Liêm cũng cần được làm sáng tỏ. Báo điện tử Tâm Nhìn sẽ tiếp tục thông tin.